Hi, xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên các bạn xem clip của mình. Thì mình là Duy, chủ nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì đến với clip ngày hôm nay, Duy sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu xe làm cho doanh số của Mercedes-Benz tăng trưởng rất là nhiều. Cũng như là từ năm 2016 đến năm 2019 thì cái dòng xe này có thể nói là làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam và chiếm hơn 60% thị phần của xe Mercedes-Benz. Thì với cái dòng xe này thì rất là đặc biệt. Một điều nữa là với lần này Mercedes-Benz chỉ đem về vỏn vẹn đúng 200 xe thôi. Và với cái clip này thì thực sự Duy đăng hơi khá là trễ, bởi vì số lượng xe mà được Mercedes-Benz bán ra thị trường cũng đã gần hết rồi. Đó, thì khi mà nói đến đây thì chắc chắn các bạn cũng đoán ra được là chiếc dòng xe gì rồi. Thì đó là chính xác chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 phiên bản nhập khẩu hoàn toàn. Và đây là cái phiên bản facelift, phiên bản mới. Thì với cái phiên bản này sẽ có những cái điểm gì vượt trội hơn so với những cái phiên bản trước đây? Thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy khám phá chiếc xe này nha. Ok các bạn. Và đây là chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 phiên bản nhập khẩu hoàn toàn. Thì với màu sơn đen bóng thì chúng ta sẽ thấy nó rất là sang trọng và ngầu. Thì khi đứng trước phần đầu xe thì chúng ta sẽ thấy một cái điểm mà đập vào mắt chúng ta ngay vô cùng ấn tượng, đó chính là cái lưới tản nhiệt được thiết kế theo dạng viên kim cương. Thì với cái thiết kế dạng viên kim cương này thì chúng ta sẽ thấy trên những cái mẫu xe AMG của Mercedes-Benz. Và ở giữa là của chiếc xe GLC 300 này được thiết kế một cái logo 3D rất là to bản, kết hợp cùng với lưới tản nhiệt dạng một nan. Thì chúng ta sẽ thấy chiếc xe trông rất là ngầu. Và một cái điều nữa mà làm cho cái phần đầu xe của chiếc xe GLC 300 này trông cá tính và mạnh mẽ hơn nữa, đó chính là cái phần cản dưới của chiếc xe. Thì các bạn sẽ thấy cái phần cản dưới của chiếc xe này được thiết kế trông rất là ấn tượng luôn, với nhiều cái chi tiết lồi và lõm. Thì ở đây khi mà chúng ta nhìn thấy thì chúng ta sẽ thấy là được thiết kế vô cùng là khí động học, bởi vì khi mà chúng ta chạy ở tốc độ cao thì những cái gió nó sẽ lùa vào những cái mang này, giúp cho chiếc xe của chúng ta giảm được cái hệ số cản gió rất là tốt. Và các bạn biết rồi, khi mà chiếc xe của chúng ta giảm cản gió thì đồng nghĩa với cái việc mà tăng tốc của nó cũng tốt hơn và giảm cái mức tiêu thụ nhiên liệu. Và một cái điều mà đặc biệt mà phải nói đến cái phần đầu xe, đó chính là cái đèn xe của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này. Thì đây là cái đèn pha multi-beam LED thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz. Thì với cái đèn pha này có tổng cộng 9 tính năng của đèn thông minh. Thì khi mà chúng ta đi ở những cái đoạn đường khác nhau, chẳng hạn đường nông thôn nó cũng sẽ khác đường thành phố nè, khi mà chúng ta đi trời mưa thì hoặc là khi mà chúng ta đi đến những cái giao lộ, những cái vòng xoay, thì cái đèn của chúng ta sẽ tự động điều chỉnh cho nó phù hợp với tùy theo cái đoạn đường. Thì với cái chính cái tính năng của cái đèn pha multi-beam LED này thì Duy sẽ để trong cái phần mô tả, cái link ở trong phần mô tả. Thì các bạn nhớ là nếu mà muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần link đó, bởi vì mà để giải thích hết cái chính tính năng của cái đèn thông minh này thì thật sự nó rất là nhiều. Ok, thì khi mà đứng trước đầu xe thì chúng ta sẽ thấy một điều nữa, đó là ở đây sẽ có một cái camera 360 độ. Đó, phần đầu xe chúng ta sẽ có một camera ở đây, bởi vì là do chiếc xe của chúng ta được trang bị là cái camera 360 độ rồi. Và đi sang phần bên hông xe thì chúng ta sẽ thấy chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này thì cũng không khác nhiều so với cái phiên bản GLC 300 2019. Và một cái điểm mà thay đổi duy nhất đó chính là cái phần bộ mâm xe. Đây là bộ mâm xe AMG 20 inch đa nang, thì được sơn màu đen bóng trông rất là sang trọng và thể thao. Thì có thể nói đây là cái bộ mâm AMG đẹp nhất trong tất cả những cái bộ mâm xe mà được Mercedes-Benz lắp trên những cái dòng xe Mercedes-Benz gần đây. Thì với cái lớp xe là lớp Pirelli, đây các bạn sẽ thấy nè, Pirelli đây là một cái hãng mà chuyên sản xuất cái lớp xe cho những cái dòng xe đua rất là nổi tiếng. Đây là cái thương hiệu lớp xe đến từ Ý các bạn nha.
Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ thấy là một cái điểm mà làm cho cái chiếc xe GLC 300 màu đen này càng thêm cái phần dữ dằn hơn nữa, đó chính là Night Package. Thì do là trang bị cái gói Night Package cho nên là các bạn sẽ thấy ở những cái chi tiết này được sơn màu đen bóng luôn. Coi như là cả chiếc xe này khi chúng ta đứng nhìn từ bên hông á, thì nó toát lên một cái sự là sang trọng và rất là mạnh mẽ. Đó. Và tiếp theo nữa là cái phần mà bagamui nè các bạn, cái thanh mà để mà gắn bagamui thì cũng được sơn màu đen mờ luôn, rất là đẹp luôn á. Thì với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 màu đen này thì sẽ rất là thích hợp cho những cái bạn trẻ thích sự cá tính và năng động. GLC 300 thì cũng được trang bị cái lóc cửa thông minh, cho nên là các bạn sẽ thấy ở phần tay nắm cửa sẽ có chi tiết mạc chrome chỗ này, có nghĩa là khi chúng ta chạm vào đây nó sẽ lóc cửa và khi chúng ta chạm vào đây nó sẽ mở cửa. Thì với cái tính năng Keyless Go này thì sẽ có rất là nhiều trên những cái dòng xe của Mercedes-Benz rồi, thì sẽ không nói kỹ hơn cái phần này nữa. Về phần đuôi xe thì Di sẽ cho các bạn xem đây. Thì với cái đuôi xe của chiếc xe GLC 300 này thì cũng sẽ không khác nhiều so với những cái phiên bản trước đây mà Mercedes-Benz đã công bố. Thì đầu tiên thì Di sẽ cho các bạn xem là cái phần đèn, cụm đèn sau này. Thì với tổng thể cái cụm đèn thì nó sẽ giống nhau các bạn nha, chỉ có điều là nó bố trí những cái đèn LED hoặc là những cái dải LED ở bên trong khác một xíu thôi để tạo sự khác biệt cho cái phần đuôi xe này. Thì với cái đèn đuôi xe này được thiết kế lại thì các bạn sẽ thấy đẹp hơn so với phiên bản trước đây hay là không đẹp hơn thì các bạn hãy cho Di biết nha, bằng cách là comment ở dưới. Thì ở đây là có cái chữ GLC 300 và ở đây là có cái chữ Formatic. Thì với cái chữ Formatic này hoặc là 4matic á, thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe GLC 300 này là hai cầu vận động 4 bánh toàn thời gian, và đây là cầu xe tự động điều chỉnh tỷ số truyền khác nhau giữa các bánh xe. Cái đó thì xe đã tự động rồi, chúng ta sẽ không cần phải can thiệp gì nữa. Khi mà chúng ta nhìn trực diện ở phía sau á, chúng ta sẽ thấy là hiện tại là do cái xe Di đang trưng bày có chữ GLC 300 với một biển số dài, thì Di nghĩ là nếu mà các anh chị và các bạn có mua chiếc xe Mercedes-Benz hoặc là chiếc xe GLC này thì khi mà đăng ký xe các anh chị nên trang bị thêm một cái biển số dài giống ở phía trước, khi mà lắp ở phía sau nhìn như thế nó sẽ cân đối hơn và thẩm mỹ hơn cho chiếc xe rất là nhiều. Ok, và cái phần cạn dưới thì các bạn sẽ thấy là ở phần cản dưới ở đây nó sẽ có những cái chi tiết mà phớt tán gió, thì để tăng thêm cái tính khí động học cũng như là làm cho cái cản xa của chúng ta nhìn nó thể thao hơn. Và ở đây là chúng ta sẽ thấy là có hai cái bô kép nè các bạn. Đó, thực sự hai cái bô này là hai cái bô giả các bạn nha, nó không phải là hai cái bô mà thật đâu, bởi vì là chúng ta không có khói ra từ chỗ này đó. Thực sự là ở đây là cạn, đây là miếng nhựa các bạn. Thì Di rất là thích cái kiểu thiết kế như thế này, bởi vì là khi mà chúng ta đứng mà lấy đồ từ phía sau á, thì chúng ta sẽ không bị phỏng chân đó, bởi vì là Di cũng đã từng bị mà phỏng chân một lần do cái bô xe rồi đó. Thì thực sự khi mà chúng ta nhìn thẳng vào ở dưới nhìn lên á, thì chúng ta sẽ thấy có hai cái bô chỉ xuống đất đó, các bạn thấy không, hai cái bô chỉ xuống đất, bên đây cũng vậy. À, các bạn thấy không? Thì với một cái thiết kế gì thế này thì Di thấy là Mercedes-Benz cũng đã chú trọng hơn rất là nhiều đến sự an toàn của người dùng, mặc dù là cái nhỏ thôi. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn vào bên trong cái khoang nội thất nha. Đầu tiên là cái khoang nội thất ở phía sau. À, thì khi mà nhìn vào cái khoang nội thất ở phía sau như thế này thì các bạn cũng sẽ thấy là đây là cái nội thất màu đen, cho nên là cả nguyên một con đều đen hết luôn, cho nên là rất là ngầu. Thì Di nghĩ là những cái bạn cá tính hoặc những các anh chị khách hàng mà cá tính một xíu thì sẽ rất là thích cái phối màu này. Đó, về cái phần ghế thì chúng ta sẽ thấy nó cũng không khác nhiều so với lại là cái hầu như là cũng sẽ không có thay đổi luôn các bạn, cũng không thay đổi luôn so với cái thiết kế của cái ghế mà phiên bản 2019. Và ở đây có cửa sổ trời, toàn phần panoramic sunroof cả trước và sau. Ở đây thì được trang bị cái loa Boommaster. Ok, thì do cái xe Mercedes-Benz GLC 300 này được trang bị cái gói Night Package, cho nên là các bạn sẽ thấy là cái kính khoang sau của cái chiếc xe GLC 300 này đều là một cái kính màu đen mà đen tuyền luôn á. Khi mà chúng ta ngồi ở phía sau thì nó rất là mát, bởi vì đây là cái kính cách nhiệt rất là tốt.
Bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi vào khoang phía trên của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300. Thì với cái kiểu thiết kế mà dạng tắp lô, dạng thác đổ như thế này thì nó cũng không khác so với cái phiên bản mà 2019, hầu như không khác gì luôn á các bạn. Đó, nó chỉ khác một chút xíu ở đây thôi, thì là cái thớt bát này nó sẽ khác một xíu nè. Các bạn thấy bây giờ thớt bát được thiết kế to hơn và mỏng hơn, và đồng thời là được thiết kế là dạng mờ, cho nên là các bạn sẽ không thấy nó bị chày xước cũng giống như là để lại dấu vân tay ha. Thì đây là Duy nghĩ là đây là cái thiết kế lại cũng rất là hay. Nhưng mà ở bên trong cái thớt bát này nó sẽ còn một vài cái nữa, thì một lát Duy sẽ cho các bạn xem. Và bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300. Thì khi mà chúng ta mở cửa ra thì chúng ta sẽ thấy một điều mà thay đổi mà đập vào mắt chúng ta ngay, đó chính là cái phần cái vô lăng. Thì cái vô lăng này được thiết kế lại thế hệ mới của Mercedes-Benz. Các bạn sẽ thấy là đây là dạng vô lăng đáy bằng, cho nên là khi mà chúng ta sẽ lái sẽ tăng cái cảm giác lái rất là thú vị. Ở đây thì nó sẽ có những cái chi tiết mạ chrome làm cho cái vô lăng của chúng ta trông nó sang trọng và coi như là thể thao hơn rất là nhiều. Và đặc biệt nữa là đây là cái vô lăng thế hệ mới, cho nên là ở trên vô lăng á, phía bên trái hoặc là bên phải đều có trang bị hai cái nút để chúng ta cảm ứng. Khi mà chúng ta đang lái xe thì chúng ta không cần phải rời tay lái nữa, mà chúng ta có thể là điều khiển cái màn hình tắp đô cũng như là điều khiển cái màn hình giải trí của chúng ta một cách nhanh gọn và an toàn. Ok, bây giờ Duy sẽ vào bên trong. Thì một cái điểm nữa là GLC 300 nhập khẩu nó sẽ khác so với cái phiên bản trước đây, đó chính là cái phần nút start stop này. Nút start stop của cái xe GLC 300 phiên bản mới này thì được là trang bị là dạng nút start stop được tích hợp sẵn ở trong này luôn và có đèn, thay vì là cái nút start stop có thể tháo lắp được so với là cái phiên bản trước đây. Thì chúng ta chỉ việc là ấn nút ở đây và chúng ta bấm nút là sẽ đề máy thôi. Khi mà đề máy lên thì các bạn sẽ thấy là cái màn hình táp lô của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này, đây là dạng màn hình táp lô điện tử các bạn nhé. Thì nó sẽ giống y như trên cái màn hình của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 mà clip trước Duy đã cho các bạn xem. Đó, ở đây là những cái chi tiết về chỉnh ghế nè. Thì các bạn sẽ thấy là có công tắc chỉnh ghế bằng điện và cả ba vị trí nhớ ghế luôn. Đó, thì đây là cái phần thiết kế nó gần như là chung cho tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz rồi. Thì cái ghế này chúng ta có thể chỉnh được 8 hướng các bạn nha. GLC 300 thì không thể thiếu cái hệ thống âm thanh Boommaster. Đây là cái hệ thống âm thanh có thể nói là số 1 trên thế giới hiện tại bây giờ. Và GLC 300 thì được trang bị tổng cộng là 13 loa, công suất là 590W. Thì với cái hệ thống âm thanh này nó sẽ giống như trên cái hệ thống âm thanh của cái chiếc xe GLC 300 phiên bản 2019. Và một cái điểm mà GLC 300 phiên bản mới này được nâng cấp đó chính là cái phần màn hình về giải trí ở đây nè các bạn. Thì cái màn hình này là cái màn hình thế hệ mới, cũng như đây là hệ điều hành mới của Mercedes-Benz. Đó, nếu mà các bạn có xem hoặc là có tìm hiểu về cái chiếc xe Mercedes-Benz GLE 450 á, thì các bạn sẽ biết đây là cái hệ điều hành này nó sẽ giống như trên cái GLE 450 luôn. Đây là hệ điều hành MBUX thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz. Đối với cái hệ điều hành MBUX này á, thì chúng ta có thể là tích hợp bằng ngôn ngữ tiếng Việt và đồng thời chúng ta có thể là cảm ứng đây luôn các bạn. Và đặc biệt một cái điều nữa là cái cảm ứng của cái màn hình này nó cực kỳ mượt luôn. Đó, nó sẽ giống như trên cảm ứng của cái màn hình iPhone, và các bạn thấy cái phần giao diện của nó cũng vậy, rất là giống với Apple. Đó, thì Duy rất là thích cái hệ điều hành này, và có thể nói đây là cái hệ điều hành mà mới, và hầu như là những cái chiếc xe mà nếu mà Mercedes ra sau này nữa thì có thể là dần dần sẽ chuyển sang cái hệ điều hành MBUX này hết luôn các bạn. Đó, rất là đẹp. Rất là đẹp các bạn nha. Chẳng hạn Duy vào cái phần cài đặt đi. Đó, thì do là đây là cái màn hình cảm ứng, cũng như là đây là cái màn hình mà cho chúng ta sử dụng bằng cái nhiều thứ tiếng và đặc biệt là ngôn ngữ tiếng Việt nữa, cho nên là khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta cảm thấy nó cực kỳ thân thiện luôn và rất là dễ xài. Chẳng hạn như cái phần mà Duy vào cái phần cài đặt đèn đi. Đó, thì cài đặt đèn thì trong cái phần cài đặt đèn này sẽ có rất là nhiều những cái tính năng đèn. Đó, các bạn sẽ thấy ở đây nè. Ví dụ như là Duy muốn chỉnh cái đèn viền nội thất, Duy sẽ chọn vào đây.
chỉnh màu. Đó, các bạn sẽ thấy không? Chỉnh màu thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều màu. Chẳng hạn nếu mà chúng ta thích mà cái chiếc xe của chúng ta mà nó sẽ thay đổi màu liên tục á, thì chúng ta sẽ tích vào đây. Thì một lát nữa sẽ đèn nội thất của chúng ta sẽ thay đổi màu rất là nhiều màu. Còn nếu mà chúng ta muốn chọn theo từng cái màu riêng biệt á, thì chúng ta có thể là chọn lại vào đây và chọn màu cố định ở đây. Đó, chẳng hạn Di thích cái màu xanh thì Di sẽ chọn ở phần màu xanh ở đây, thì nội thất của chúng ta sẽ chuyển sang màu xanh. Hoặc là các bạn thích cái màu tím thì các bạn có thể chuyển sang cái phần màu tím. Đó, thì nội thất của chúng ta sẽ chuyển sang màu tím luôn. Nó rất là đẹp. Thì bởi vì là thực sự cái đèn LED này các bạn có tác dụng là tạo cái sự thư giãn. Có nghĩa là khi mà một ngày mà chúng ta đi làm việc rất là mệt mỏi, rất là căng thẳng, thì khi mà trở về nhà buổi chiều trên cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 với 64 đèn viền nội thất này, thì chúng ta sẽ cảm thấy refresh hơn rất là nhiều, cảm thấy thư giãn hơn rất là nhiều. Đó, bởi vì là đèn LED này có tác dụng là tạo sự thư giãn cho con người của chúng ta. Đó, thì các bạn sẽ, nếu mà các bạn mà có đi trên máy bay á, những cái máy bay mới bây giờ cũng vậy, thì trên máy bay đều có trang bị cái đèn LED dạng nhiều màu nữa. Đó, thì đèn LED thì mặc dù là nó các bạn thấy nó đẹp thôi, nhưng mà nhiều khi nó sẽ tạo sự thư giãn cho con người chúng ta rất là tốt. Đó, và nếu mà các bạn mà đi những cái chiếc xe mà có cái phần mà đèn viền nội thất như thế này rồi, mà khi mà chúng ta đi sang một cái chiếc xe mà lại không có đèn viền nội thất khi mà chúng ta đã quen rồi, thì chúng ta sẽ thấy là nó hơi khó chịu thật sự. Cái này là cái cảm giác mà những cái khách hàng mà đã sử dụng xe bên Di đã trải nghiệm thì đã phản hồi lại. Đó, thì Di nghĩ là cái đèn viền nội thất này nó là một cái phần rất là quan trọng cho cái phần nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này. Ở đây là vẫn như cái thiết kế trước đây của chiếc xe GLC 300, nó cũng sẽ không thay đổi các bạn nha. Thì ở đây là những cái nút bấm về điều chỉnh cái máy lạnh nè, nhiệt độ gió, nhiệt độ nè, rồi tăng giảm gió ở đây, hoặc là hướng gió. Ok, ở đây thì bây giờ là cái đĩa CD nó sẽ không còn nữa các bạn nha. Bỏ cái đĩa CD dưới đây rồi, không có đĩa CD ở đây nữa. Tính năng cài đặt điện thoại nè, navigation nè, radio hoặc là cài đặt cho xe, vẫn như nút bấm thiết kế giống y cũ này. Và đặc biệt nữa là cái xe GLC 300 nhập khẩu chúng ta bây giờ là những cái USB đều được trang bị là USB dạng Type-C hết rồi. Đó, ở đây là kết nối Apple CarPlay nè. Type-C thì chúng ta sẽ thấy là những cái iPhone gần đây á, thì sẽ được thiết kế theo dạng USB Type-C hết. Ở đây cũng vậy, ở đây đều có hai cái USB như đều chuẩn Type-C luôn. Đó, những cái USB thế hệ cũ thì bây giờ chiếc xe GLC 300 này thì nó sẽ không còn được trang bị nữa. Thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì là có thể là những cái thiết bị mà giải trí sau này mà Apple tung ra hoặc là của Samsung tung ra thì có thể là đều chuyển thành dạng USB Type-C hết, bởi vì nó gọn hơn rất là nhiều so với cái USB A trước đây mà các bạn đã thấy. GLC 300 thì được trang bị cửa sổ trời toàn phần, cho nên cho chúng ta sẽ thấy là ở đây nó sẽ có cái nút điều chỉnh cửa sổ trời toàn phần ở đây. Di sẽ mời các bạn đi ra bên ngoài để xem cái phần mà động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 phiên bản nhập khẩu này. Và đây là cái động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 phiên bản nhập khẩu. Thì với cái động cơ này nó cũng sẽ không khác gì so với cái phiên bản GLC 300 trước đây. Chỉ có một điều nữa, đó chính là chiếc xe GLC 300 phiên bản nhập khẩu này được nâng cấp lên ở cái phần mà turbo tăng áp. Bây giờ là nó là turbo tăng áp kép thay vì là turbo tăng áp đơn trước đây, cho nên là làm cho cái động cơ 2.0 này tăng công suất từ 245 mã lực lên đến là 258 mã lực, có nghĩa là tăng hơn 13 mã lực so với cái phiên bản trước đây. Đó. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy có một cái chi tiết là cái ống thở nè, ống thở chỗ cầu trước nè, có nghĩa là với cái phiên bản mà GLC 300 mà 2019 á, thì do điều kiện đường xá Việt Nam bị ngập nước rất là nhiều, cho nên là nước có thể vào trong cầu trước và làm cho hư cái dầu hoặc là tổn hại đến cái phần cầu trước của cái xe. Thì bây giờ với chiếc xe GLC
300 nhập khẩu phiên bản 2020 này thì được Mercedes-Benz trang bị sẵn cái ống thông hơi này đưa lên cao luôn, cho nên là cái việc mà đi đường ngập nước chúng ta bây giờ cũng không còn e ngại nữa. Ok, về cái phần động cơ thì nó cũng sẽ không có khác nhiều so với những cái phiên bản, so với cái phiên bản trước đây của chiếc xe GLC 300 à, thì chỉ có điểm một điều như vậy thôi. Đó, và chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất là 6,2 giây. Ok, rất là tuyệt vời các bạn nha, một chiếc xe SUV nhưng mà tăng tốc từ 0 đến 100 km/h với động cơ 2.0 này với 6,2 giây thì thực sự là cực kỳ ấn tượng. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là trên cái capo sẽ có những cái tấm ốp như thế này. Thì cái ốp như thế này thì các bạn thấy nó bằng một cái vật liệu gì nó gì cũng không có biết rõ, nhưng mà nó rất là mềm. Nhưng mà cái vật liệu này thì cách nhiệt và cách âm rất là tốt luôn. Đó, thì các bạn biết là cái khoang động cơ của chiếc xe GLC 300 này nó tỏa ra một cái lượng nhiệt cực kỳ lớn luôn, nếu mà chúng ta đi mà 2 tiếng, 3 tiếng hoặc là nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái tấm này thì nó chịu nhiệt rất là tốt luôn các bạn. À, đây là một cái vật liệu gì mà Di cũng không có rõ, nhưng mà chúng ta nhờ sờ vào thì chúng ta cảm giác giống như là một tấm xốp. Rất là đẹp. Và bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái phần cốp xe sau của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái cốp sau chúng ta sẽ thấy cũng không có khác gì so với thiết kế của chiếc xe GLC 300 phiên bản 2019. Chỉ có điều là ở đây sẽ được trang bị là một cái tấm ốp che hành lý. À, mà phiên bản trước đây thì Mercedes-Benz sẽ không có trang bị sẵn cái này. Nếu mà các bạn thích thì khách hàng có thể mua thêm thôi. Đó, thì thực sự cái tấm che hành lý này thì cũng khá là tiện lợi, bởi vì là nếu mà chúng ta mà di chuyển á, thì đi du lịch này nọ thì chúng ta có thể là để được những cái vật liệu nhẹ ở đây, chẳng hạn như là khăn giấy hoặc là những cái nón của chúng ta có thể để ở phía sau này rất là lịch sự, và chúng ta có thể lấy từ phía trước rất là dễ dàng. À, thì và một cái chi tiết này thì cũng làm cho chiếc xe của chúng ta nó nhìn nó lịch sự hơn nữa, có nghĩa là đồ đạc chúng ta để lung tung ở đây thì chúng ta có thể che lại để làm cho tăng thêm cái sự thẩm mỹ của cái khoang nội thất của chiếc xe này. Ở đây thì cũng có một cái nút để chúng ta gập cái hàng ghế phía trước này lại. Ở bên đây cũng vậy các bạn, khi mà chúng ta gặp cái khoang hai cái hàng ghế này lại á, thì chúng ta sẽ thấy là chiếc xe GLC 300 của chúng ta tạo thành một cái mặt phẳng ở đây, có nghĩa là những cái đứa bé, những cái đứa trẻ chúng ta có thể là đi du lịch á, thì chúng ta có thể ngồi ở đây chơi đùa hoặc là có thể nằm ngủ luôn, rất là tuyệt vời. Thì thực sự đây là một chiếc xe được thiết kế vừa cho gia đình và vừa cho công việc luôn các bạn, đi giao tiếp cũng rất là sang trọng và rất là đẹp, và còn lại là sự tiện lợi dành cho gia đình nữa. GLC 300 thì được trang bị cái lớp xe dự phòng ở đây. Thì cái lớp xe dự phòng này là dạng size nhỏ các bạn nha, chứ nó không phải là cái lớp giống như là dạng nguyên bản của chiếc xe. Thì cho nên là với cái lớp dự phòng này thì tốc độ tối đa cho phép chỉ là 80 km/h thôi. Chúng ta sẽ không có chạy nhanh được trên cái lớp xe dự phòng này, bởi vì là kích thước của cái bánh xe này nó khá là nhỏ so với là chiếc xe. Ở đây có một cái con đội nè, đó, để chúng ta có thể đội xe và những cái chi tiết về là đai ốc hoặc là tay quay để chúng ta, nói chung là đồ nghề để chúng ta thay lớp xe thì nó sẽ nằm ở phần ở dưới đây hết. Đó, các bạn có thể là sử dụng nó để thay lớp xe. Ok, và ở trên đây thì chúng ta sẽ thấy phần cốp xe nó sẽ có hai cái nút bấm nè. Ở đây có nút stop và ở đây có cái nút là lock cửa, thì giống như mọi khi thôi. Thì nút stop này để đóng cửa và nút lock cửa. Lock này thì nút có cái ổ khóa thì để mà lock cửa. Khi mà chúng ta bấm xuống thì có chìa khóa bên ngoài, xe sẽ tự động lock luôn. Và một cái tính năng nữa ở cái phần cốp sau của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này có mà cái phiên bản trước đây thì lại không được trang bị, đó là cái tính năng đá cốp tự động các bạn nha. Thì khi mà chúng ta đá ở phần đây thì xe sẽ tự động bung cốp lên. Đó, mặc dù đây là cái chiếc xe SUV thôi nhưng mà Mercedes-Benz vẫn trang bị tính năng đá cốp cho chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này. Khi mà chúng ta đóng cốp thì chúng ta có thể đá dưới đây thì nó sẽ đóng cốp lại rồi. Ok, rất là tiện lợi các bạn ha. Vừa rồi thì Duy cũng đã cho các anh chị và các bạn xem thật là chi tiết chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 nhập khẩu.
thì với chỉ có 200 xe thôi, thực sự bên Nhi cũng không còn quá nhiều xe đâu. Và trong dịp này, nếu mà các anh chị và các bạn đang có nhu cầu muốn mua cho gia đình mình một cái chiếc xe sang trọng và an toàn như thế này, thì các anh chị và các bạn đừng ngần ngại gọi trực tiếp cho Nhi qua số điện thoại là 0914653979. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Hãy bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những video clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.